Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. À, dán lắc ha. Có để ha, để con quá xá để luôn à quý vị. À. Đây, em chào anh. Rồi, chào thầy Tấn. Chào cô chú anh chị cũng gần xa luôn ha. Này bé Nên cũng về có hai mấy cây phôi mai ha, dán lồng. À, cũng lắc lượng phục vụ cho cô chú ha, mong cô chú ủng hộ cho bên Nên. À, số điện thoại là có để tên tiêu đời nhưng cô chú anh chị này em là bao ship bao sóng toàn quốc ha, rồi mong cô chú ủng hộ ha. Đã, mã số rồi, cái này đầu tiên của clip là mã số 26 nha quý vị, tiếp tục theo clip tiếp theo là 26 cho đừng lộn bên bưu điện nha cô chú anh chị ơi. Rồi dạ, rồi lấy chiều cao trước đi ha, 1m chẳng luôn cô chú anh chị ơi. Đúng 1m ha. Đó. Rồi vô hoành luôn nha, hoành luôn cho cô chú anh chị coi luôn ha. Hoành trên đây đi, 16 có hơn rồi. Chút rồi tới 16 đi, dáng thì lạ ha. Rồi giao luôn nhiêu đi đó, cây mã số 26 em giao luôn là 1.100.000. Rồi 1.100.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số 27. Rồi 27. Rồi cao luôn. Cao là 70. Rồi hoành luôn, hoành 13. Rồi xe luôn, để luôn. Để đây. Rồi giao luôn nhiêu đi anh? 27 này em giao lưu là 800.000. Rồi 800.000, rồi xuống cây. 28. Rồi. 28. Cao. Cao 1m2. Cao dữ trời ha, chi cành cũng đều ha cô chú anh chị. Không nhầm nhách mà cao dữ. Công nào cao thì mấy cô chú anh chị thấy mua rồi kêu cắt khúc nào cắt nha cô chú anh chị. Tại cây này bưu điện nó cũng giao đủ chiều cao. 11 có hơn miếng. Rồi. Đến 11 đi cô chú để anh chị, để đi giữ thôi à. Em giữ ha, nhất đế nhì thân ha. Rồi, thân thì ha, cũng đẹp nữa. Rồi 400.000, mã số 28 luôn. Rồi, xuống cây. Đó. Rồi mã số 9 mini nữa ha. Rồi, cũng dáng cũng lạ luôn. Rồi vô 63 luôn. Vô hoành luôn. Hoành. Mini. 11. Đó. 29 này có 250.000 hay không? Đó, 250.000 luôn. Xuống cây. Bao ship luôn. Bao sóng luôn. Bao sóng luôn. 30. Mã số 30. 30 chiều cao là 99. Xếp được 100 ha. Đoạn dưới cao chút lên 100 à. Bẻ ngặt quá ha. Cái này bẻ giống con thú gì ha. Mấy con gì nữa. Rồi, 16 yếu miếng. Rồi. Dạ. Xe luôn. Đó. Để vậy đó. Bẻ cũng ngặt quá. Rồi cho luôn như anh. Rồi, 800.000 luôn. Rồi. 30 luôn, mã số 30 800. Rồi lên luôn. Rồi cây này bé ngặt dữ hơn nữa nha cô chú. 31. 31. Đó. Chiều cao là 79. Bé ngặt quá ha. Đó, xây qua đây, đứng chỗ nào đo đây. Đây đi ha. Đi. Xuống đây đi cho dễ thấy ha. Rồi 13 có hơn. Rồi. 13 đi. Trời củ đế quá trời củ đế. Nhất đế nhị thân luôn. Rồi để đặt kẹo luôn. Dạ. 31 800.000 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi xuống cây. 32. Rồi cao. Cao 93. Rồi vô hoành luôn. Hoành 14. Đế. Quá trời. Rồi 32 700 luôn. 700.000. Rồi xuống cây. 33. Trời. 33. Cao. Cao. 1m05. Hoành 13. Rồi, để luôn. Để nùi luôn. Đó. Quá xa đế. Quá xa đế luôn. Dán thì lắc luôn. Đó. Giao luôn như anh. Rồi, 750.000, mã số 33 luôn. Rồi, xuống cây. Dễ thương, dễ chịu luôn. Rồi, 34. Càng ngày càng sụt giá xuống nhau của chú anh chị. Dạ. Tới cây cuối là không còn đồng nào luôn á. Dạ. Rồi 96. Rồi. Đó. Chi cành cũng đều ha. Đó. Để qua đây quay cái. Rồi hoành. Hoành 12 có hơn. Rồi. Đó. 34, mã số 34. Rồi 670.000 luôn. Rồi xuống cây. Rồi. Nâng mày nhìn số rồi cô chú anh chị lát từ lại cũng được ha. Rồi, chiều cao 30 88.
Mã số 35 ha. Mã số 35. Chiều cao được 88. Hoành eo em nói thì 14, yếu miếng. Rồi, để luôn. Để đó. Đó. Dáng thì dặn ha. Dặn lòng ha. Đó. Mai này cũng mai giảo luôn nha cô chú. Từ 5 tới 9 cánh này ha. Rồi, giao lưu như ra anh. Dạ, giao lưu là 680.000 mã số 35. Rồi, xuống cây. Rồi, 36 lên. 36 chiều cao như đây. Cao hơi cao ha, 1m2. Mét hầm máy cắt hơn 1m2 nha cô chú, cho tới 1m2 đi. Ổ điện nó cũng lấy được 1m4 mà. Rồi, qua. Qua hết hồn hết vía. 130 mấy rồi. Sao tưởng đâu hoành dữ, 18. Rồi. Đó, con thú ngồi đó. Đó, qua trời luôn. Có củ sâm hay gì không? Có củ sâm hay gì quên cắt kìa ha. Rồi, mã số 36 vào luôn, triệu luôn. Rồi, xuống cây. Qua trời ghẻ luôn. Rồi, mã số 37. Cao luôn. Rồi, cao 1m1. Xây xây ha. Dán này dán lông không nha cô chú. Tại bẻ hai ba hướng gì đó, không biết... Rồi hướng kia không biết dán gì nha không? Biết mới đầu là dán lông thôi. Đã 15. Đã. Rồi xây xây luôn. Rồi xây luôn, xây vòng tròn luôn. Đó, đế đó. Rồi mã số 37 em giao luôn 800 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Bao ship bao sống luôn. Bao ship toàn quốc, tới Trung Quốc ta lợi nha không? 38. 38, chiều cao là 87. Đó. Dán nào nó cũng lắc vậy anh ha. Rồi, hoành luôn. Hoành thì 13-2 có hơn chút. Rồi. Rồi. Giao lưu nhiêu đây anh? 670.000. Rồi, 670.000. Rồi, xuống cây. Mã số 38 nha cô chú anh chị. Trời ơi. Rồi, 39 luôn. 39. Chiều cao là? Dữ rồi ta. 1m1. Tưởng hôm nay chiều cao dữ chứ. Đó. Rồi, hoành luôn. Bẻ con ngặt quá ha. Quá, không biết cái thợ rồi đó. 16, rồi. Có hơn. Đó, để nó chìm xuống dưới ha. Qua rồi. Chờ để con cám ra luôn. Giao luôn nhiêu đây anh? 950.000. Rồi, xuống cây. Mã số 39 nha không? Mã số 40. Tài cảnh quá xá nè ha. Quá xá tài cảnh luôn. Rồi, cao. Cao. Cao nhiêu đây? 1m3. Cây này cao dữ ta. Coi cắt chỗ này miếng không cô chú anh chị. Dạ. Làm để cái đọt lại rồi. Cắt xíu đó không sao ha. Không sao đâu. Đâu rồi. Quanh 14 đi. Rồi. Rồi. Vậy đi. Để quý vị. Để đó. Để một cục dưới luôn. Qua chờ đế luôn. Rồi, giao rồi. Cây 40 nè em giao lưu là 1.100.000. Rồi, xuống cây. Dán thì bẻ ngặt quá. 41 ha. 41. Cái này cũng ngặt ha, chi cành thì ít hơn cái mấy cây kia chút. Dạ, 95, chiều cao. Chi cành em thúc vô cục cục ha. Ngắn hết trơn ha. Ngắn mà cây này chắc để tình thương cho cô chú. Đế thì yếu hơn mấy cây kia chút nha. Nôm, 13 có hơn. Đế cũng đẹp nè quý vị. Dạ, đế cũng đẹp đó. Giá thì cũng tình thương, 5 sỉ à, 500 ngàn. Bao ship bao sống luôn. 41, rồi, 500 ngàn. Rồi, mã 42. Thì đứng qua đây hồi ông thầy cũng lắc qua lại hoài. 86. Sàn quá, sàn lại hoài. Quay một cái cho cô chú coi tay cành. Đó, tay cành này ngon à. Đều á. Rồi, vô hoành rồi, luôn. Vô hoành cái ơi. Dính gì dưới gì á. Đây đi, lên đây đi. Đó, 15. Rồi, để luôn. Đó, để đó. Có chân trước chịu luôn. Tay cành thì đều luôn. Rồi, vô luôn nhiêu anh? Giá thì 690.000. Rồi, xuống cây. Rồi xuống cây, mã số 43. Rồi 43. Chiều cao là 83. Tính 82 cô chú ơi, 83 rồi. Ấy quá. Rồi, hoành. 82 đi. Dạ. Rồi, hoành đi 11. Rồi. Đó, cái đế ngặt ha. Cái chân dạ. Cũng ngọt ha. Đó. Rồi, 43 em giao lưu là 540.000. Rồi, xuống cây. Rồi, 44. Rồi, cao luôn. Cao luôn. Cao 1m01.
Rồi. Ủa 1 mét là 7 chứ. Rồi. Của anh nhiêu đây? 14. Rồi. Rồi, 14 ngon rồi. Để đây quý vị. Mày số 44 luôn. 800.000. Rồi, xuống cây. Mày số 45. Rồi 79. Cái dáng này cũng ngon ha, đẹp hơn cô chú anh chị ơi. Đó. Quanh 10. Dạ cây này nãy con tính có 400 hả, thôi cho con thêm 20.000 ha, 420.000 cô chú anh chị ơi. Dạ nãy giờ chẳng hoài. Rồi 45 420.000 cô chú anh chị ơi. Rồi xuống dạ. Cây. Mà em thấy cũng đó cũng 420. Hả? Em thấy cũng đó trong đó cũng 420.000 mà. Dạ, tại cái dạ. Rồi chiều cao 93. Sang vòng. Rồi, vô luôn. Vô. Quả neo luôn. 14 yếu miếng. Rồi, yếu xíu xíu. Rồi, để. Để cũng lạ luôn. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? 620.000. Rồi, 620.000. Mã số 46. Rồi, xuống cây luôn. Lên cây 47. Nhắn trực tàn thông. Một cốt vuốt đọt. Rồi chiều cao luôn, 93. Đó. Dân trật này mà đế cũng giữ rồi nhau. 15. Rồi. Của anh. Đó, đế rồi. Đó, dân trật. Chi cành đủ luôn ha. Rồi 47 em giao lưu là 540.000. Rồi, xuống cây. Mã số 48. Chiều cao. 1m1. Xây vòng ha. Đó, xây vòng đi, đó. Rồi, quanh rồi, luôn. Vô quanh luôn. Quanh 17. Rồi. Để luôn. Rồi, để đó. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Mã số 48. 1.4. Mã số 49. Cao luôn. Cao. Chiều cao là 1m2. Sang vòng. Nhân lắc. Bẻ vòng tròn ha. Rồi quạnh luôn anh. Rồi ở trên tròn dưới đây đế cũng tròn luôn ha. Đây cũng có vòng tròn dưới rễ đây nha. Dạ cây ta. Rồi quạnh 13. Rồi xây luôn. Rồi đế một đùi luôn. Đế quá cỡ quá xá luôn. Rồi cho luôn như đây anh. 850.000. Mã số 49. Rồi xuống cây. Rồi, máy số 50. Máy số cuối của clip ha. Rồi, máy số cuối của clip luôn. Rồi, cao. Chiều cao. 99. Cái này dán trực tàn thông nữa ha. Nó hơi lắc lắc ở dưới chút rồi ha. Quạnh, 12 có hơn. Rồi, xe xe. Rồi, đế đây. Quá trời đế luôn. Đó, trực mà cũng đế dữ ha. Rồi, giá luôn như anh. Rồi, giá 500.000 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi. Cũng cảm ơn cô chú đã ủng hộ cho gia đình bé Nên vừa qua ha. Mong cô chú ủng hộ hết clip và cho bé Nên có những động lực kiếm những cái đẹp về phục vụ cho cô chú ha. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ rất nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.